Em lại vừa về được một số dòng âm ly nhá. Đây. Đây là dòng Naren nhá. Cờ Naren và dòng này có hai đèn vu cực đẹp. Đấy. Toàn tiếng Nhật. Toàn tiếng Nhật rồi. Vâng. Đấy. Dòng này thì của nó là công suất là 53W. Dạ vâng, công suất 53W nha. Vâng, đấy. 53W. Con này giá của nó là 1 triệu 800 nghìn nhá, 1 triệu 800 nghìn. Vâng. Tiếp đến là con Onkyo nhá, Onkyo 812 nhá. Onkyo 812G. Vâng. Em xem con này của nó công suất là bao nhiêu. Một trăm mười lăm watt nhé. Con 812G nhé, công suất là 115W nhé. Và giá của con này là 1.690.000 nhé, 1.690.000. Và đấy, 812G nhé, 1.690.000. Và tiếp đến nhé, con âm ly Pioler 120D nhé. Vâng, con âm ly Pioler 120D. Con này của nó công suất con này của nó là em không nhầm công suất của con 120D nó phải hơn 200W. Vâng. Nó phải tầm đây nó hơi tối. 120D. Vâng, quý vị tra cho em gái nhé. Nặng quá em chưa ấy được. Rồi. Con này em không nhớ không nhầm nó khoảng 250W gì đấy. Đây, em soi được rồi đây. Đấy. Chắc chắn con này khoảng 300 rồi. 300W vâng. Đấy, đây này. Rất cao nhá, 300W vâng. Đấy, hai tụ to vật vã này. Đi ngay con này. Con này 300W nhá. Con 120D này. Vâng, giá của nó là 4 triệu 690.000 nhá. 4 triệu 690.000 con 120D nhá. Dạ vâng. Tiếp đến. Đây là con 817RS nhá, 817RS vâng. 817RS. Con này của nó là 3 triệu 190.000 nhá. 3 triệu 190.000 size to dày nhá. 3 triệu 190.000. Dạ vâng. Đấy. Con này công suất của nó em xem nào. Đây. Công suất của nó là 175W. Dạ vâng, công suất của nó là 175W nhá. Và 817. Đấy. Vâng. Tiếp đến là con CAVI1 nhá. CAVI1 vâng. Đấy, hai đèn vu cực đẹp. Vâng. Con này công suất của nó là 80W nhá. Vâng, 80W CAVI1 80W. Vâng, con CAVI1 này CAVI1 này giá của nó là 1 triệu 890 nghìn. Vâng, 1 triệu 890 nghìn. Vâng. Con Yamaha này nhá. Vâng, con này của nó là hàng hot luôn nhá. Vâng, đấy. Đánh tiếng khá hay ổn định và tiếp đến nhá. Con Victor AXS5. Victor AXS5 nhá. Vâng. Con này giá của con này nhá. 2 triệu 890 nghìn. Dạ vâng. 2 triệu 890 nghìn. Vâng. Đấy. Trên đây là một số dòng âm ly em vừa về nhá. Thì quý vị lấy con nào thì alo cho em ngay nhé. Vâng. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Dạ vâng. Địa chỉ số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cửa hàng em trên biển là đề chữ Nguyên Vũ Audio nhé. Dạ vâng. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của bên em.